Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Thưa quý anh chị và các bạn, trong buổi ngày hôm nay Thúy Trần sẽ gửi tới cả nhà một lô đất cực kỳ đẹp nằm tại dự án Phú Hồng Thịnh thuộc về phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ dự án Phú Hồng Thịnh, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ra quốc lộ 1K trong vỏn vẹn 300m về khu vực Pixi Dĩ An, trung tâm hành chính chỉ trong vỏn vẹn 3km, về tới khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng của Thủ Đức chỉ trong vỏn vẹn 5km. Dự án có bao gồm 1.000 đất nền và gà nhà phố, cực kỳ rộng lớn đúng không ạ? Vâng, và đây là lô đất của chúng ta. Lô đất có tổng diện tích là 4x15, thổ cư 100%, thuộc về hướng Đông Nam, rất phù hợp cho quý anh chị và các bạn thuộc về hướng Đông Tứ Trạch các bạn nhé. Và khi anh chị và các bạn đầu tư lô đất này thì bên chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ về bản vẽ cũng như là giấy phép xây dựng và các thủ tục để hoàn công. Điều đặc biệt hơn là sẽ hỗ trợ ngân hàng đến mức tối đa đến 80% luôn ạ. Lô đất nằm ở trên trục đường có lộ giới 12m, bao gồm hai bên vỉa hè, mỗi bên 3m, hành lang cây xanh, điện âm, nước máy đã được trang bị đầy đủ. Quý anh chị và các bạn quan tâm có thể inbox trực tiếp cho Thúy ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.